Đây là bộ anime nói về những người không thể chết và có thể triệu hồi Hitman-chan hắc ám để đánh nhau. Ajin, nhân vật chính là Nagaikei, một nam sinh trung bình nhưng được cái chăm chỉ học giỏi, bạn bè yêu quý. Mỗi tội bị cô em gái ghét ra mặt, thậm chí trong mắt cô, Kay chỉ là một thằng rác rưởi. Nhưng cô sai rồi, Kay không phải là một thằng rác rưởi. Kay là thằng bị xe tông, kiểu siêu tông luôn ấy. Ai cũng nghĩ quả này là Kay tiêu rồi, nhưng Kay không tiêu. Khắp người cậu tỏa ra bụi đen kỳ lạ đi kèm với những tiếng rò rò. Và thế là cậu hồi sinh với không một vết xước khiến mọi người biến sắc. Vì ai cũng biết âm thanh rò rò và khả năng hồi sinh chính là của á nhân. Vậy á nhân là gì? Là những con người bỗng đột biến thành giống loài bất tử, cứ chết là lại hồi sinh như Kay vừa mới làm, và là đối tượng tuyệt vời cho tư bản làm những thí nghiệm vô nhân đạo. Một khứa bạn bảo Kay cứ thong thả bạn ơi, đâu rồi cũng có đó. Nhưng nhìn mặt nó là Kay biết nó sắp bán đứng cậu. Nghĩ đến cảnh mình sắp bị đem ra mổ xẻ, Kay sợ lắm, hét toáng lên. Tiếng hét của cậu khiến cho mọi người bị ảnh hưởng, đứng cứng đơ. Kay vội chạy trốn lên một ngọn núi, tính gọi điện để tìm người ra giúp đỡ. Nhưng trong danh bạ của cậu toàn đám bạn Kay khế, mà cậu thì chẳng tin được ai. Gọi về nhà thì lại càng không ổn, bởi kiểu gì cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa. Trong lúc túng quẫn, cậu nhớ đến Kaito, đứa bạn cậu từng bo si bo từ lâu. Tuy cũng khá lo sợ, nhưng Kaito sẽ là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Và Kay bấm nút gọi. Hên là khứa này không làm cho cậu thất vọng. Kaito nhanh chóng nắm tình hình và chuẩn bị giúp Kay đi trốn. Nhưng Kay đen lắm, đã ngồi gọn gàng khép nép cầu khấn đầu đủ mà vẫn bị phát hiện, xong rồi bị dí cho chạy muốn bung cả phổi. Kaito mà không đến kịp thì Kay có khi bị tóm rồi. Kaito chở cậu ra khỏi thành phố trước khi mọi ngả đường đều bị phong tỏa. Đúng lúc đó trong nội thành, mọi ngả đường đều có công an kiểm tra. Một cuộc vây bắt quy mô lớn đang được thực hiện. Đại diện cho ủy ban quản lý á nhân, Yu Tosaki cùng trợ lý được cử đến để hỗ trợ công tác truy bắt. Vì không thể dùng súng thường truy bắt những kẻ bất tử như thế này, nên Tosaki liền lệnh cho đại diện cảnh sát khu vực chuẩn bị sẵn lực lượng. Chỉ 2 tiếng sau, súng gây mê sẽ đến, sẵn sàng cho cuộc đi săn á nhân thứ 3 của Nhật Bản. Để kiếm tìm thêm manh mối, thông tin cụ thể về Nagaikei được phủ sóng khắp nơi. Giang hồ đồn ầm lên là ai giao nộp được cậu cho chính phủ thì sẽ được thưởng 100 triệu yên. Thông tin này liền va vào sự chú ý của hai tên bắt cóc đang tác nghiệp ở gần chỗ Kay. Chúng nhận ra cậu và liền dí xe đuổi theo. Nhân lúc cậu trai trẻ đang chốt bầu tâm sự bên đường, chúng lao đến đập cho cậu đần người ra. Thấy thằng bạn đi nhẹ lâu như đi nặng, Kaito đâm sinh nghi. Đến khi ngó gương chiếu hậu thì phát hiện ra có xe lạ, tức tốc chạy đến kiểm tra thì cậu thấy Kay đang bị hai thằng kia khống chế. Do đám này có hàng chơi nên Kaito không thể tiến vào giải cứu cho thằng bạn vì bị chống trả dữ quá. Tên côn đồ liền đè Kay xuống để mát xa cổ, Hickey hình bàn tay, tiện check xem cu này có thật là á nhân hay không. Khoảnh khắc cơ quan hô hấp ngừng hoạt động, những bụi đen từ người Kay bay ra hình thành một bóng đen kỳ dị, và nó cứ thế đứng nhìn. Tên côn đồ cứ tưởng đã mát xa nhầm người nên là cũng lo phết. Nhưng chỉ sau một vài phút, Kay đã được hồi sinh. Nhớ lại tiếng hét lúc trước, cậu lại hét lên, khiến cho hai thằng bắt cóc lẫn Kaito đứng đơ cả người ra. Kaito chắc do đứng xa nên là hết bất động nhanh hơn. Lập tức hai khứa kia lên xe chìm cút ngay cho lại. Sau khi thoát khỏi pause toàn thân, hai tên bắt cóc cũng lên xe dí tiếp. Nhưng khi định vượt đường tàu, cái bóng đen lúc nãy bất ngờ khống chế chúng, khiến cho xe dừng ngay trên đường ray, và con tàu đi qua mang chúng đi xa. Kay và Kaito tạm thời an toàn, nhưng họ vẫn phải tiếp tục trốn chạy. Xong họ lại còn bị một tên chạy mô tô tấn công và ngã xe lăn lông lốc. Nhưng bù lại sau khi đánh ngã tên đấy, họ lút luôn con xe xịn của hắn trước khi tìm đến một căn nhà hoang để trú ẩn qua đêm và bắt đầu nghĩ về hướng đi sắp tới. Kay nhận ra mình không thể cứ mãi bám chân Kaito được, thay vào đó cậu sẽ đi tìm những á nhân vẫn sống ngoài kia. Họ sẽ là hy vọng giúp cậu tìm ra cách để thoát khỏi cảnh truy đuổi. Sự xuất hiện của Kay thực sự đã thu hút sự chú ý của các á nhân khác, trong đó có tóc dài, một á nhân từng là đối tượng bị chính phủ nghiên cứu và kẻ đã cứu hắn khỏi đó, Mũ Nổi. Một á nhân trung niên nhìn có vẻ khó đoán. Họ đều muốn kéo Kay về phía họ để chuẩn bị cho một kế hoạch. Mũ Nổi đã lên kế hoạch bắt cóc em gái cậu trong bệnh viện. Trong khi đó tại bệnh viện, cô trợ lý của Tosaki, một nhân viên cấp cao của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, cũng đang có mặt tại phòng bệnh của cô bé để moi thêm thông tin về Kay. Nhưng đang đắc nhân tâm các thứ thì trợ lý bị khoan một lỗ trên ngực và treo lơ lửng trên không. Hai người cảnh vệ bên cạnh cũng nhận cái kết tương tự. Cảnh tượng kinh hãi khiến cho em gái Kay ngất lịm đi. Hung thủ chính là tóc dài. Hắn có thể điều khiển cái bóng đen kia, thứ mà hắn gọi là hắc hồn, và thường vô hình trong mắt người thường, để đột nhập và ám sát mọi người, bắt cóc em gái Kay. Nhưng mà ôi thật bất ngờ, trợ lý cũng là á nhân và cô hồi sinh ngay. Và cô cũng triệu hồi hắc hồn của mình để đánh với hắc hồn kia. Họ đánh nhau rất căng cực. Tuy nhiên vì thân thể cả hai liên tục được phục hồi nên chả biết khi nào đánh thì mới xong. Giữa giao tranh, khi hắc hồn trợ lý quẹt trỏ vào đầu của hắc hồn tóc dài, Bluetooth kết nối giữa chủ và tớ bị nhiễu. Đoán ngay ra đó là điểm yếu của hắc hồn, trợ lý cho hắc hồn endgame bằng một cú thẳng mặt đối thủ. Tuy nhiên khi cô còn mải đánh nhau với tóc dài, Mũ Nổi đã bế cô bé đi từ bao giờ rồi. Kế hoạch của chúng đã thành công. Trong khi đó ở vị trí của Kay,
Nhân lúc Kaito đang ngủ, cậu đã lén lấy điện thoại của đứa bạn để tiện cho việc liên lạc với các á nhân khác trên mạng và lặng lẽ ra đi một mình. Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên, trên màn hình hiển thị là em gái của Kay, nhưng kẻ đầu dây bên kia lại là mũ nồi. Ông ta hẹn Kay đến gặp mặt và sẽ cho cậu biết sự thật về tất cả những thứ mà cậu đang thắc mắc. Trên con xe thó được, Kay thầm nhận định rằng chắc chắn có hai loại á nhân, một nhóm muốn định cư trong Yên Bình, nhóm còn lại đang ra sức chống trả áp bức. Nếu nhóm chống trả làm tổn thương đến những người vô tội, cậu sẽ thay trời hành đạo. Trong khi đó, Tosaki và trợ lý đã xác định được vị trí của em gái Kay thông qua việc dò la nơi có cuộc gọi gần nhất. Tosaki lập tức yêu cầu cảnh sát sắp xếp lực lượng lên đường ngay lập tức đến nơi có tín hiệu, trở lại cuộc gặp gỡ của các á nhân. Sau khi chứng minh thân phận của mình, mũ nồi đi thẳng vào vấn đề chính về việc sẽ hỗ trợ cho Kay. Tuy nhiên, trước khi đi đến thỏa thuận, Kay muốn ông ta trả lời 3 câu hỏi. Một là về em gái cậu thì hắn đã thả cô bé đi trước đó rồi, thậm chí mũ nồi còn quỳ gối xin lỗi về hành vi thất lễ của mình. Câu thứ hai liên quan đến cách sống của mũ nồi để né sự chú ý của phía bên ngoài. Nếu cậu muốn biết thì ông ta cũng chẳng ngại trả lời. Mũ nồi và tóc dài đang hướng đến một cuộc sống bình an, yên bình, không va chạm với người thường. Và mục tiêu đó trùng hợp lại đúng ý của Kay. Đã thế, mũ nồi còn bonus thêm khoản bảo hiểm. Nếu chẳng may Kay bị lôi đi làm thí nghiệm thì hắn sẽ ra tay cứu cậu như đã từng với tóc dài. Kèo quá thơm nên Kay có niềm tin về á nhân ở trước mặt. Nhưng câu thứ ba về hắc hồn thì chưa kịp nói, họ đột ngột bị tấn công bởi súng bắn đạn gây mê. Vô tình một viên bắn trúng Kay khiến cậu ngất lịm đi. Cuộc tấn công đều đã nằm trong tính toán của mũ nồi. Hắn muốn cải tạo lại tư tưởng cho Kay. Khi cảnh sát cùng Tosaki đến nơi thì cả đám đã chim cút. Ngay sau đó một cuộc gọi đến số của Tosaki thông báo về việc đã tìm được Kay ở gần ga Yamanashi. Đây chính là một nước đi khôn khéo của mũ nồi. Hắn muốn lợi dụng đám người muốn nghiên cứu á nhân để thức tỉnh sự căm hận con người của Kay, từ đó hình thành khát khao trả thù trong cậu. Một âm mưu vừa không tốn sức lại dễ đạt được thành quả. Tóc dài có thể là một ví dụ đảm bảo uy tín cho cách này. Sau khi bị tóm, Kay bị đưa đến một phòng thí nghiệm. Ở đây cậu được cuốn khăn khắp người, đồng thời bị tiến hành một loạt những thí nghiệm, đúng hơn là tra tấn, từ cưa rồi đến đục đẽo các kiểu con đà điểu để kiểm tra nhịp tim, huyết áp, các thứ. Dưới sự quan sát trực tiếp của ủy ban quản lý á nhân bao gồm Tosaki, Kay phải chịu nỗi đau thấu tận da thịt theo đúng nghĩa bóng suốt nhiều ngày liền và những khoảnh khắc tột độ của sự đau đớn. Nhiều lúc tâm trí của Kay đã bị lay động, ý chí của cậu chuyển hướng sang căm ghét con người, tương tự như cái cách mà tóc dài từng trải qua. Thậm chí đã có lúc cậu cho hắc hồn ra tay với tên bác sĩ, nhưng khi nhớ về Kaito thì cậu lại thôi. Nhờ người bạn ấy mà cậu đã lấy lại được hy vọng sống của mình và giữ được nhân tính cho đến cùng. Sau khi hay tin phía Nhật Bản đã bắt được một á nhân, lập tức một giáo sư chuyên nghiên cứu về giống loài này từ Mỹ đã đến Nhật, thu hút rất nhiều sự chú ý của cánh phóng viên đến để hóng hớt. Cùng đêm hôm đấy, mũ nồi và tóc dài cũng lên kế hoạch vào phòng thí nghiệm hòng làm lễ tốt nghiệp cho Kay, đồng thời đưa cậu vào team. Ngay khi vừa đột nhập xong, mũ nồi đã gửi một thông điệp trực tiếp tới Tosaki cùng đám đứng đầu. Hắn tuyên bố tối nay sẽ đánh dấu bước ngoặt triệt để cho tình hình á nhân trên toàn nước Nhật trước sự manh động của mũ nồi. Tosaki tăng cường lực lượng bảo vệ với trang bị súng gây mê. Bất kể mất bao nhiêu người thì chiến thắng vẫn sẽ thuộc về anh ta. Nhưng có điều, mũ nồi là một cựu quân nhân. Kỹ năng chơi đồ của hắn phải gọi là đỉnh của chóp rồi. Hơn nữa với cơ chế tái sinh của á nhân, cứ khi nào chúng đạn gây mê hắn lại tự ao rồi in tài khoản, từ đó reset bản thân tránh việc mê man dẫn đến bị tóm. Nhờ thế mà mũ nồi hạ đẹp đám cảnh vệ một cách dễ như bỡn. Trong lúc những người liên quan còn đang hoang mang với hành tung của mũ nồi thì gã nhà khoa học mẽo đã xuất hiện. Ông cũng vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần mang tên tóc dài. Nhà khoa học đã chia sẻ thêm về những in tư liên quan đến á nhân, trong đó có nguồn gốc của hắc hồn. Theo lời ông ta thì hắc hồn được cấu tạo từ một loại vật chất kỳ lạ có tính trong suốt mà bên biển gọi là vật chất đen tàng hình IBM, người thường thì khó mà thấy được. Hên xui chỉ có người chân sắp lạnh hay đối tượng mà được hắc hồn nhắm đến thì mới có thể nhìn thấy. Điểm đặc biệt nữa là vật chất này có thể liên quan đến việc á nhân có thể hồi sinh, bất chấp nguyên nhân là do thiếu dưỡng chất hay là cái gì đi nữa. Trong khi đó, mũ nồi đã đến được chỗ của Kay. Sau khi thức tỉnh cậu bằng một nhập, hắn muốn check xem nhân tính của chàng trai trẻ này có còn hay không, thì nhận được đống nước mắt cùng lời xin lỗi đã làm phiền. Thế là quá rõ rồi, kế hoạch cho cu này coi như toang. Tuy nhiên trong mắt mũ nồi có một cái gì đó lấn cấn về Kay. Trong lần đầu nói chuyện với cu nhóc này, mũ nồi thấy được vẻ ngoài nghĩ cho em gái, nhưng vẫn có cái gì đó rất giả chân. Điều này không xuất phát từ việc nó mới thành á nhân. Vậy nên mũ nồi quyết định cứu Kay để tiện quan sát thêm. Trên đường di chuyển đột nhập vào một căn phòng, họ bắt gặp ba bác sĩ đã trực tiếp làm thí nghiệm lên Kay. Sau khi chứng kiến mũ nồi sát hại một người và đang tiến tới mạng tiếp theo, Kay liền lao đến cầm chặt khẩu súng lại, bởi cậu nghĩ người kia không hề có trang bị vũ khí nên cũng chẳng có hại gì mấy. Bất chấp như vậy, mũ nồi vẫn quyết tâm lấy mạng đám bác sĩ bằng được. Chưa kịp bóp cò thì bất ngờ mũ nồi bị Kay sấy liên tiếp vài viên vào người. Hành vi này đã chạm đến cơn tức giận của hắn. Mũ nồi thề sau khi hồi sinh sẽ giết cả Kay lẫn hai tên bác sĩ. Ồ khoan, không phải á nhân thì bất tử hay sao? Đúng là như vậy, nhưng mũ nồi sẽ có cách của mình. Vì cơ chế reset mạng sống của á nhân sẽ sử dụng phần lớn nhất của cơ thể để phục hồi các mảnh nhỏ khác và tái sinh. Vậy nên nếu thó được đầu của Kay rồi để cơ thể tạo ra thủ mới, nhiều khả năng Kay mới sẽ được hình thành. Điều đấy thì khác gì cậu đã về miền cực nhọc đâu.
Trước tình hình đó, Kay đưa ra một offer rằng cậu sẽ là chim mồi dẫn dụ hai tên bác sĩ chạy ra, còn họ sẽ phải giúp cậu ra ngoài an toàn. Dù có đứa thượng đẳng chê lên chê xuống rồi phản đối các thứ, nhưng đang bị tử thần dí nên cũng đành chấp nhận. Tâm trạng cũng hơi rén sau lời của mũ nồi, nhưng tầm này thì hết đường lui rồi, buộc Kay phải phản kháng thôi. Sau khi dẫn dụ mũ nồi đến vị trí, Kay lao xuống nhắm vào vùng cổ của hắn để phang. Nhưng kinh nghiệm của gã này thuộc cấp lão, hắn liền cho Kay nhận kết đắng, rồi hướng mũ nồi súng tới hai tên bác sĩ kia. Ông bà phù hộ nên chúng né được mà thoát thân. Bác sĩ đồng ý hợp tác đã lấy bút vẽ và đánh dấu đường đi ra cho Kay. Trở lại với tình hình đại chiến già trẻ, Kay tưởng như đã có thủ mới. Mũ nồi đang vung dao đến thì nó khựng lại. Những vật chất đen bay từ lưa ra rồi tích lại hình thành nên hắc hồn. Với sức mạnh của mình, nó dễ dàng cầm chân mũ nồi, tạo điều kiện cho Kay thoát ra ngoài, lần theo vết bút trên tường để thoát thân. Mũ nồi sau khi hồi sinh cũng mò theo và giết được tên bác sĩ thượng đẳng bằng hắc hồn. Tất cả giáp mặt nhau trên tầng thượng. Một viên đạn của mũ nồi đã găm trúng vào bác sĩ kia. Tưởng như anh ta đã ngỏm nhưng không, vẫn thoi thóp. Lương tâm không cho phép Kay bỏ rơi lại anh ta, nên thay vì bỏ đi ngay thì cậu quyết định quay lại lê anh ta cùng đi. Cậu vô tình thêm lần nữa triệu hồi hắc hồn. Mũ nồi cũng đưa con hàng của mình lên combat. Hai con cứ thế lao vào nhau tẩn lia lịa. Tận dụng thời gian này, Kay đưa anh bác sĩ đến sát rìa, rồi quẳng anh ta xuống bụi rậm bên dưới. Hên thì sống, không thì chịu. Trước khi bay tự do, bác sĩ đã chỉ lối thoát cho Kay nhờ con đập đưa nước ra biển. Đó là cách duy nhất giúp cậu thoát thân với sức mạnh của á nhân. Cuộc chiến giữa hai hắc hồn dần ngã ngũ. Dù thế trận có phần nhỉnh hơn phía mũ nồi, nhưng kết quả cuối cùng là hòa khi cả hai va đầu vào nhau và cùng biến mất. Chứng kiến những gì đang diễn ra trên tầng thượng, các nhà khoa học mẽo định tiết lộ thêm gì đó về điểm yếu của hắc hồn nhưng lập tức bị ngăn lại. Có vẻ như đây là bí mật mà Mỹ muốn che giấu. Với việc không còn có gì cản trở mũ nổi nữa, Kay cần nhanh chóng chim cút ngay trước khi bị gã á nhân khống chế. Sau khi thả ông anh bác sĩ, Kay nhanh chóng đến chỗ thoát thân. Dù bị trúng một dao của mũ nồi nhưng hên là cậu vẫn kịp nhảy xuống dưới. Sau khi chứng kiến á nhân biến mất, Tosaki nhận được một cuộc gọi từ cấp trên để bày tỏ nỗi thất vọng của họ về những biểu hiện của anh trong vụ này và đe dọa sẽ cho anh bay ghế bất cứ lúc nào. Người đứng sau Tosaki là bộ trưởng bộ y tế và một tay hắn đã làm ô dù cho Tosaki vào cơ quan quản lý á nhân và hứa sẽ cho anh ta rất nhiều tiền nếu ngoan. Nước đi này có mục đích biến Tosaki thành con tốt, đem những á nhân về cho các tập đoàn quân sự hay dược phẩm sử dụng nhằm thực hiện thí nghiệm để kiểm tra chất lượng hàng hóa. Trong lúc này thì Tosaki cũng rất cần tiền để chữa chạy cho vị hôn thê đang bất tỉnh. Nếu bay ghế vào lúc này thì chả khác gì chặn đường sống của anh và người yêu. Đang lúc đau đầu không biết đường nào mà nần, Tosaki phát hiện ra đường bút bác sĩ vẽ lúc trước. Lần theo dấu vết đó, anh tìm được căn phòng nơi mũ nồi sát hại tên bác sĩ lúc đầu, vớ luôn khẩu súng tên á nhân bỏ lại. Vận hên vẫn chưa bỏ rơi anh khi trên đường đi gặp ngay tên khoa học mẽo. Sau khi bắn hạ tên vệ sĩ, anh hạ sát luôn tên khoa học vì không cung cấp đủ thông tin. Cùng lúc xảy ra sự việc đó, mũ nồi đã tập kết với tóc dài. Hắn yêu cầu đồng đội thay đồ bệnh nhân vào và ngồi lên xe lăn rồi giả vờ ngủ là được. Đến cứu Kay chỉ là một phần trong âm mưu lần này của mũ nồi. Phần còn lại là tạo ra một biến cố thu hút sự chú ý của dư luận. Hắn xuất hiện trước đông đảo cánh phóng viên, không ngần ngại thừa nhận mình là một á nhân. Đồng thời hắn còn phơi bày sự giả dối của chính phủ về vấn đề chủng tộc người của mình. Hơn nữa họ còn đang tiến hành những thí nghiệm dã man tàn bạo lên những á nhân nhằm kiếm lợi. Còn bằng chứng cho những hành động đó đã được hắn up lên mạng rồi. Vậy nên nhân cái tiện này, mũ nồi muốn kêu gọi một cuộc biểu tình nhằm ủng hộ á nhân. Thời gian cụ thể là vào 2 ngày tới tại cơ quan quản lý á nhân. Sau khi kết thúc màn kêu gọi, hắn cho kích hoạt những quả bom gắn trên tầng thượng, rồi chim cút nhanh như một cơn gió. Ngày biểu tình đã đến. Mặc dù giới truyền thông đã vây sẵn trước cổng cơ quan quản lý á nhân, nhưng vẫn chẳng có ma nào đến, kể cả tên đầu sỏ mũ nổi cũng không. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, không ai xuất hiện, nhưng ở đó lại có cả đống những hắc hồn. Mũ nổi đã khôn khéo mượn vụ của lão ta và kéo Kay trốn khỏi viện nghiên cứu để củng cố lòng tin của các á nhân khác để họ sẵn sàng đến góp sức thông qua hắc hồn của mình. Tóc dài đã truyền tải nội dung triệu tập cho tất cả những kẻ có mặt. Trong bối cảnh bão truyền thông về á nhân đang bùng nổ, Tosaki càng thêm đau đầu. Để giải tỏa áp lực, anh ta dẫn trợ lý đến một nơi bí mật, mà là đến gặp một kẻ am hiểu về chủng loài á nhân, chính là gã khoa học mẽo. Nhưng bị cái là sợ ngỏm nên cũng đành chấp nhận, nhằm khai thác thêm thông tin từ gã quái dị này. Tuy nhiên nhà khoa học mẽo nhất quyết không nói gì, trừ việc hắn muốn hút thứ thuốc lá của hắn. Trong cuộc họp của các á nhân diễn ra một ngày sau đó, tại căn cứ địa của mũ nồi, hắn đã chia sẻ cụ thể về kế hoạch của mình. Đơn giản thì là thảm sát quy mô lớn. Âm mưu của lão ta có người ủng hộ có kẻ thì không, và dĩ nhiên đứa nào không nghe thì khó thoát. Mũ nồi cho tóc dài mai phục sẵn để bắt giữ những kẻ chống đối. Chỉ có duy nhất một thiếu niên tên Nakano Ku là chạy thoát. Dù đã giữ thân khỏi tổ đội á nhân man dợ, nhưng vừa về đến nhà thì Ku đã bị cảnh sát hỏi thăm. Số là hành động của cậu trong mấy ngày biểu tình đã khiến Tosaki chú ý và điều quân đến bắt về. Bị bao vây tứ phía đã thế lại còn bị trúng thuốc mê. Ku chỉ biết đánh liều sử dụng năng lực để thoát thân từ trên cao nhảy xuống. Cứ tưởng bài liều như thế là ổn. Ai ngờ mạng chưa mất đã bị bồi cho một cú hôn mõ mô tô. Nhưng khi Tosaki sắp thu thành quả,
thì xe cứu thương bất ngờ đến đưa á nhân trẻ tuổi đi. Hên cho cậu là trước đó đã va chạm với một người phụ nữ ngoài thang máy. Tình trạng tết canh tùm lum các thứ khiến cô đâm lo mà gọi cứu thương. Nhờ thế mà cứu Khu khỏi tay của Tosaki. Sau một cú reset mạng sống, Khu nhớ lại một vệt đen mà chắc chắn đó là của một á nhân và quyết định sẽ đến nơi đó nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Nó chính xác bắt nguồn từ Kay. Sau khi thoát khỏi viện nghiên cứu xuôi theo dòng nước, cậu đã mò lên một bãi đá. Trong cái rủi lại có cái may. Sau khi va chạm giao thông với một bà cụ, Kay được một bà lão nhận về nuôi. Bất chấp cái face ID của cậu đã được báo cáo đầy trên các phương tiện truyền thông, bà vẫn không hề từ chối. Kay giờ đã có danh phận là cháu trai của bà cụ già từ phố về. Hàng ngày nếu cậu không đi xem xét địa hình các hòn núi trong khu vực đó, thì cũng nghiên cứu về hắc hồn để tối đa công dụng của nó. Mỗi tội con của cậu cá tính quá, thích làm ngược ý chủ, đâm ra khó điều khiển, mệt phết. Trong khi đó âm mưu của mũ nổi cũng đã bắt đầu. Trong tổ đội của hắn có một anh què nhưng được cái trình máy tính cao và am hiểu vũ khí, nên tạm gọi là IT đi, để đăng tải những video liên quan đến kế hoạch của chúng. Mở bát cho page này, AD mang đến cho cộng đồng mạng một video nơi mũ nổi chia sẻ về dự định tạo dựng một đất nước tốt hơn nhờ vũ lực, nơi mà các á nhân có một cuộc sống đích thực. Bước đầu tiên là một vụ khủng bố vào thứ tư lúc 15 giờ tại trụ sở công ty dược phẩm thường xuyên lấy á nhân thí nghiệm, kèm theo lời kêu gọi các á nhân gia nhập cùng mình, cùng với lời đe dọa những con người khác. Cùng lúc đó, Khu cũng đã mò đến chỗ trú của Kay và kể hết cho cậu ta nghe những gì mình từng trải. Tuy nhiên Kay không muốn ai làm phiền đến cuộc sống yên bình của mình, nên đã đánh độc bạn rồi nhốt Khu vào thùng xe tải, cung cấp đầy đủ từ đồ ăn thức uống đến sách báo các thứ cho cậu đỡ buồn. Hàng ngày Khu không tìm cách vượt ngục thì cũng rèn luyện thêm thể chất, chờ ngày thoát ra sẽ kéo thêm đồng minh ngăn chặn kế hoạch của mũ nổi trước âm mưu khủng bố như vậy của đám khủng bố. Tình hình bên trong ủy ban quản lý á nhân là vô cùng căng thẳng, đặc biệt là Tosaki, khi hiện tại anh đang bị một thành viên của sếp lớn cử xuống theo dõi. Điều này làm Tosaki phải xúc tiến việc tra khảo tên khoa học mẽo, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vị trí của mình. Lời nói chẳng mất tiền nói, nhưng mà nói không nghe thì phải cho ăn đập. Tuy bị giã tay liên tọ nhưng gã khoa học kia rất cứng. Hắn nhất quyết không chịu nói gì trừ việc yêu cầu được hút thuốc, nhưng phải là thuốc của mình thì mới được. Kể cả khi Tosaki đập nát bàn tay của gã cũng chẳng kiếm được gì thêm. Nhưng khoan, có mỗi lấy thuốc trong xe của hắn thôi mà nhỉ? Mà nghĩ dễ đi tí có phải hơn không? Sau khi có thuốc, gã khoa học bắt đầu chia sẻ tiếp thông tin về hắc hồn. Chúng là bản thể khác của con người. Tuy nhiên chúng sẽ bị tan rã ngay sau khi được tạo ra, nên việc duy trì hình dạng chỉ trong tầm 10 phút là kịch. Tối đa mỗi ngày chỉ triệu hồi được từ 1 đến 2 lần. Đặc biệt chúng rất kỵ môi trường mưa, bởi khi đó sóng điều khiển giữa chủ thể và hắc hồn sẽ bị nhiễu, không duy trì được lâu. Sau khi xem qua một đoạn phim về vụ thảm sát của á nhân đầu tiên tại Nhật, gã khoa học đã đem đến một định nghĩa mới về năng lực của á nhân, Flux. Nó xuất hiện khi á nhân bị tổn thương tâm lý nặng nề, khiến người đó không thể kiểm soát được cảm xúc, từ đó sinh ra vô số hắc hồn. Tosaki đem những thông tin thu thập được về báo cáo với ban quản lý để lên kế hoạch chống lại tổ đội mũ nổi. Ở phía á nhân khủng bố cũng có những bước chuẩn bị khai màn cho cuộc chiến. Mũ nổi cơ cấu thêm nhiều đồ chơi mới hơn nữa. Thêm vào đó hắn cũng đẩy mạnh áp dụng công nghệ cho tổ đội thông qua kỹ năng máy tính và chế tạo bom mìn của IT. Quá trình chuẩn bị đã hoàn tất, giờ kế hoạch sẽ chính thức bắt đầu. Mũ nổi cho IT cùng hai tên á nhân khác đóng giả làm nhân viên vệ sinh để đột nhập vào một tòa nhà cao tầng gần nơi tấn công. Nhờ việc trước đó đã hack vào máy tính của tòa nhà đó, IT đã tạo ra một lịch hẹn giả nhằm xâm nhập để không ai chú ý, để cài bom ở những nơi cốt yếu. Ngày bắt đầu khủng bố đã đến. Đúng như kế hoạch vạch ra, cảnh sát phong tỏa mọi lối ra vào, những vòi phun nước cũng được phun hết công suất tạo môi trường mưa nhằm ngăn chặn hắc hồn. Chuẩn bị kỹ càng là thế nhưng tất cả đều đã bị việt vị bởi kế hoạch của mũ nổi. Đến giờ hẹn, thay vì tấn công trực tiếp, ông ta cho tòa nhà đã được cài bom phát nổ, từ đó khiến nó ập xuống trụ sở công ty dược phẩm, một nước đi quá cao thâm của mũ nổi. Không dừng lại ở đó, ông ta còn trực tiếp đứng trên đỉnh tòa nhà đổ sập để tận hưởng thành quả, và cũng là để tự mình giải quyết những vấn đề với cảnh sát. Đối đầu với mũ nổi trong trận chiến này là lực lượng phòng vệ được đánh giá cao nhất Nhật Bản. Mọi diễn biến của cuộc tấn công đều được live trực tiếp, thu hút hàng triệu người theo dõi. Nhờ hiểu biết về năng lực của á nhân, đặc biệt là ngăn chặn hiện tượng flood xảy ra, Tosaki chủ trương thực hiện kế hoạch pressing mạng ở trên chiến trường. Sau khi lấy mạng đầu của mũ nổi, tổ đội liên tục xả đạn liên hoàn nhằm ngăn tên á nhân hồi sinh, rồi đưa xe đến đem hắn đi. Trong quá trình ấy, súng phải kề sát bên không để sơ hở cho mũ nổi kịp reset. Chiến thuật có vẻ hợp lý đã gần như đem lại chiến thắng về cho phía ủy ban, nhưng tất cả đều đã nằm trong tính toán của mũ nổi. Hai á nhân khác được set up sẵn sàng hỗ trợ phía xa, tuy cũng bị cản trở ít nhiều bởi đội bắn tỉa của quân đội, nhưng nhờ có hắc hồn tóc dài support dọn dẹp mà chúng đã hoàn thành nhiệm vụ, tạo cho mũ nổi một khoảng thời gian không bị pressing để hồi mạng. Ngay lập tức, mũ nổi với khẩu shotgun đã một tay sấy toàn bộ đội đặc cảnh. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã sửa đẹp đơn vị mạnh nhất Nhật Bản, thậm chí hiên ngang, ngạo nghễ bước khỏi chiến địa trong sự bàng hoàng của tất cả những người tham gia lẫn theo dõi cuộc chiến, đánh dấu chiến thắng đầu tay của đội á nhân khủng bố. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra tại Tokyo trên truyền hình,
Nhưng Kay chỉ tỏ thái độ không ưa tới mũ nổi, chứ chẳng hứng thú gì về việc ngăn chặn hắn, bởi cậu đang tận hưởng cuộc sống bình yên cơ mà. Tuy nhiên nó cũng chẳng kéo dài được lâu. Sau thất bại trong cuộc chạm trán với mũ nổi, chính quyền càng đẩy mạnh việc truy lùng tung tích của các á nhân. Một người trong làng nơi Kay đang cư trú đã nhận ra và báo về cho cảnh sát địa phương. Thông tin này đã đến tai Tosaki. Đang cay thua mà nhận tin này thì không khác gì mưa rào giữa trời hạ. Ngay lập tức Tosaki gọi cho cảnh sát khu vực lập lực lượng tóm bằng được Kay. Trong lúc này Kay đang làm đồng cùng với bà, nhận ra hôm nay tình hình hơi lạ vì ngoài họ ra chẳng thấy ai đến cả. Cậu liền bảo bà về thì một viên đạn bắn hạ ngay tại chỗ. Cảnh sát ập đến áp sát, nhưng ngay lập tức Kay đã hồi sinh, bèn lấy bà làm con tin. Thằng cháu bất hiếu nhưng bà hoàn toàn vui lòng về việc này. Kay liền ra lệnh ngược cho hắc hồn phá cột điện chặn đường cảnh sát. Dù đã trốn được lên núi nhưng cậu vẫn bị cảnh sát dí. Hên là con hắc hồn kịp hiện ra làm mồi nhử, từ đó Kay tránh được một kiếp. Sau đợt truy bắt đầu tiên bất thành, Tosaki đến trực tiếp chỉ đạo toàn đội tập trung ở một khu vực để vây bắt. Nhưng Kay không phải một tên não tàn, cậu nghĩ ngay đến việc lợi dụng khu vì khứa này vẫn chưa bị chính phủ phát hiện. Kay sử dụng điện thoại của khu để phát tín hiệu cuộc gọi nhằm dụ lực lượng cảnh sát đến nơi khác, còn bản thân đến chỗ xe tải để thả khu ra. Cả hai nhanh chóng di chuyển ra biển để chim cút. Tuy nhiên đường đi đã bị cảnh sát bao vây. Tosaki đã đọc vị từ trước và cho mỗi thằng một viên đạn gây mê. Một hiện tượng độc lạ đã xảy ra. Hắc hồn của Kay giờ nó lạ lắm. Ngay cả khi cậu bất tỉnh nó vẫn xuất hiện tấn công Tosaki. Trước tình hình đó, trợ lý buộc phải triệu hồi hắc hồn để chống lại. Tuy nhiên ông thần Tosaki lần này lại báo ai lại dùng súng bắn á nhân. Thế là hai cu được reset mạng sống, vô hiệu hóa cả thuốc gây mê, rồi đồng loạt bỏ chạy. Thêm một bất ngờ nữa cho Tosaki, khi Kay có thể triệu hồi liên tục hắc hồn để cầm chân, khu với được khẩu súng bắn nổ xe cảnh sát. Nhờ thế mà hai đứa lẩn vào thành công. Cuộc vây bắt của Tosaki thêm lần nữa thất bại. Còn về phía hai thanh niên Khu và Kay, giờ đây không thể nào sống an nhàn thêm được nữa. Kay quyết định sẽ cùng Khu trở lại Tokyo một lần và mãi mãi để hạ gục tên mũ nổi cho bằng được. Trong khi đó, đội á nhân khủng bố đã có động thái mới. Chúng sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn 2 trong kế hoạch, mang tên Thanh Trừng. 15 lãnh đạo trực tiếp liên quan đến việc áp bức á nhân sẽ bị thanh lọc nếu chính phủ không tuân theo yêu cầu của chúng. Tiếp sau đó sẽ đến giai đoạn 3, khi ấy mũ nổi sẽ là lãnh đạo của đất nước này. Trước thái độ khủng bố nhằm vào các quan chức của mũ nổi, cộng thêm những thất bại thảm hại nhiều trận trước các á nhân, Tosaki đang bị các sếp lớn dí, thậm chí bị đe dọa rằng sẽ cho ra đường bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Kay và Khu trở lại Tokyo. Với tiềm lực của hai đứa trẻ non quá khó để đối đầu với mũ nổi, vậy nên họ cần một đồng minh để cung cấp cho họ những thứ cần thiết. Còn ai phù hợp hơn ngoài Tosaki nữa? Sau khi tra cứu toàn bộ in tư của anh bốn mắt, Kay biết được ông anh này đang cần rất nhiều tiền để duy trì thu nhập lo viện phí cho ghệ yêu đang bất tỉnh. Vậy nên chắc chắn Tosaki phải giữ cho bằng được cái ghế này. Từ những nhận định đó, Kay đã lên một kế hoạch nhằm buộc Tosaki phải kết đồng minh với mình. Cậu thả tí mồi về vị trí của bản thân cho anh bốn mắt biết, rồi cùng Khu đến bệnh viện nơi hôn thê Tosaki đang điều trị, lấy cô ta làm con tin trên bàn đàm phán để đề xuất một yêu cầu hợp tác giữa hai bên nhằm tiêu diệt mũ nổi. Sau cùng Tosaki đã đồng ý. Với năng lực hiện tại của hai khứa này hiện còn quá kém, nên Tosaki quyết định đưa cả hai đến một nơi bí mật. Ở đây, dưới sự dẫn dắt của những lão làng trong ngành chiến đấu, cả hai đã nâng tầm thể lực, kỹ năng dùng súng, đặc biệt là được Q&A trực tiếp với nhà khoa học mẽo. Sau khi tận mắt chứng kiến hắc hồn của Kay, nhà khoa học mẽo nhận định con này rất đặc biệt. Sở dĩ nó không nghe lời chủ thể là bởi vì cậu đã bỏ mặc nó quá lâu. Giờ đây con hắc hồn của Kay có thể tự ý hành động bất chấp lời của cậu. Tính dị biệt của hắc hồn không dừng lại ở đó. Bình thường chỉ sau 5 phút là chúng sẽ tiêu tan, nhưng theo lời của Kay thì con của mình có thể kéo dài tận 30 phút và kỷ lục số lần triệu hồi trên một ngày lên tới 9 lần. Theo lời khoa học mẽo thì lý do tạo nên sự biến dị kỳ lạ này là bởi mật độ vật chất đen của con hắc hồn của Kay rất đậm đặc. Sự đậm đặc ấy phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và sự nhận thức lẫn phát triển cảm xúc của chủ thể. Vậy nên nếu muốn thu phục hắc hồn theo lời mình, chính Kay phải thay đổi tính cách của bản thân trước đã. Với khả năng vượt trội đến như vậy, Kay có thể giành được nhiều lợi thế khi phải đối đầu với các á nhân khác, đặc biệt là mũ nổi, với điều kiện cậu phải kiểm soát được nó. Nhưng việc không hề dễ như cậu tưởng. Ý thức chống đối của con hắc hồn là rất lớn, thậm chí nó còn không ngần ngại tấn công lại chủ thể, khiến Kay đâm ra hơi rén trước sức mạnh của mình. Trong khi Kay và Khu đang tụ tập ở cơ sở bí mật, thì ở bên ngoài kế hoạch thanh trừng của mũ nổi đang được thực hiện. Sau tiếng vang trong lần khủng bố trước đó, một bộ phận á nhân đã đến gia nhập tổ chức của mũ nổi, gia tăng quân số cho chúng. Bên cạnh đó, nhờ kỹ năng hack máy tính siêu cấp VIP Pro của IT, mọi lịch trình hoạt động lẫn vị trí cư trú của những mục tiêu đều nằm trong tay mũ nổi. Nhờ đó giúp hắn lên kế hoạch ám sát tỉ mỉ với phần trăm thành công cao nhất. Những đối tượng trong danh sách lần lượt lên bảng đếm số. Dù có tìm đủ mọi cách để phòng bị và bảo vệ đến đâu, nhưng đều vô vọng trước đầu óc và họng súng của gã á nhân điên cuồng. Bất chấp những hành động dã man tàn bạo của mũ nổi đang gây nên, phía Tosaki vẫn chưa thể có động tĩnh gì, bởi mọi thông tin liên quan đến vị trí và thời gian của những người trong danh sách đều bị giữ kín. Chỉ duy nhất có người ở vị trí thứ 14, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, là anh có thể kiếm được. Bên cạnh đó, họ có thể phân tích chiến lược của mũ nổi và xem xét phương hướng hành động của hắn.
thông qua những vụ ám sát trước đó để lên phương thức chiến đấu nhằm có được xác suất chiến thắng cao nhất. Trải qua quãng thời gian dài, cuối cùng nạn nhân thứ 14 cũng đã đến. Kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay của Kay và Tosaki đã được phổ biến cho mọi người. Giờ chỉ chờ thông tin thời gian hoạt động nữa là có thể triển khai. Tuy nhiên, một biến cố đã xảy ra ngay trong hôm lấy dữ liệu đó. Tosaki bị bắt cóc bởi hai nhân viên của Bộ Quốc phòng Mỹ để tìm hiểu về vụ án của nhà khoa học Mẽo khi nghi anh có dính dáng tới. Trợ lý đã cố gắng hết sức để giải cứu sếp của mình, nhưng phía bên kia cũng có một á nhân, cô ta thậm chí mạnh hơn nhiều so với trợ lý, nên chẳng mấy chốc trao đổi chiêu thức đại diện phía Mỹ Win, rồi tiến hành khống chế cô bằng một liều thuốc gì đó. Nhưng bất ngờ là có người đi qua khiến chúng không kịp thực hiện. Nhân cơ hội đó trợ lý trốn đi. Tuy nhiên cô chẳng thể làm gì để ngăn sếp mình khỏi bị đưa đi, và dần dần cứ thế cô lịm đi. Ngay khi tỉnh lại thì không thấy sếp đâu. Trợ lý bèn về cơ sở bí mật để kêu gọi mọi người đi cứu. Kay lập tức từ chối. Thứ họ cần làm bây giờ là di rời địa điểm ngay lập tức. Đề phòng Tosaki tiết lộ nơi đây thì toang. Tuy mọi người cũng không đành lòng thật, nhưng đây là điều họ buộc phải làm vì mục tiêu tóm tên mũ nổi. Tất cả đã triển khai công tác thu dọn, nhưng trợ lý không đành lòng để người cứu mang mình bị hành hạ, nên đã nói dối rằng thông tin thời gian của bộ trưởng chỉ Tosaki biết. Hơn nữa là một sự quyết tâm hẳn mạnh trên đôi mắt của cô khiến Kay đành phải chấp nhận yêu cầu. Nhà khoa học Mẽo cũng cung cấp thêm thông tin về nơi nhiều khả năng Tosaki đang bị bắt. Cả đội lên đồ sẵn sàng lên đường tập kích giải cứu. Trong khi ấy, bốn mắt cũng đang không ổn. Đám người Mỹ tiến hành tra tấn nhằm cậy mồm anh để tìm bằng được nhà khoa học về, nhưng Tosaki cũng rất cứng. Bất chấp từ bị kìm điện dí đến bị tiêm thuốc làm hẹp đường thở cũng nhất quyết không khai. Ngay khi liều thứ hai chuẩn bị được tiêm thì toàn bộ hệ thống điện đều bị ngắt. Không lẽ là đến lịch cắt điện luân phiên? Không. Đó là do đội của Kay đã tiến hành đột nhập với lợi thế chủ động và sở hữu năng lực của các á nhân. Họ nhanh chóng kiểm soát ngôi nhà, mỗi tội chẳng thấy Tosaki đâu. Nhận ra có biến, hai tên Mỹ liền đưa anh ta đi. Khi phát hiện ra sự chim cút của chúng, trợ lý vội lấy xe đuổi theo. Nhờ trước đó sử dụng hắc hồn gắn định vị, Kay đã biết được hướng di chuyển của chúng, cụ thể là đến đại sứ quán Mỹ. Nếu chúng vào được đó coi như là chấm hết. Vậy nên cậu liên lạc với trợ lý nhằm chặn đầu đít chúng lại. Thêm một lần nữa, á nhân Mỹ đối đầu với trợ lý. Lúc này trợ lý đã hết lần triệu hồi hắc hồn, nên chỉ còn biết nằm mà ăn hành thôi. Nhưng sức mạnh ý chí đã khiến nồng độ vật chất đen của trợ lý tăng lên đột ngột, gia tăng thêm lần nữa gọi hắc hồn ra chiến. Ngay khi hai cái đầu va chạm vào nhau, dòng ký ức của hai bên dung hòa, thấy được nỗi khổ của á nhân Mỹ khi vớ phải tên chủ khốn nạn. Để rồi sau đó, thay vì bắn gây mê người đồng cấp phía đối diện, trợ lý lại bắn bỏ mẹ cái thằng sếp. Nhân cơ hội đó, cô á nhân Mỹ bonus thêm cho hắn một viên, rồi rời đi để tìm kiếm một cuộc sống mới. Cuộc giải cứu Tosaki thành công, nhưng kế hoạch vây bắt mũ nổi đã đổ bể. Trợ lý biết hôm nay sẽ là ngày á nhân khủng bố hành động, nhưng đã lờ đi để cả đội đi cứu Tosaki. Để rồi vụ ám sát bộ trưởng đã được tiến hành, và ông ta đã thành nạn nhân thứ 14 dưới tay mũ nổi. Để giải quyết triệt để vụ giải cứu, Kay lấy máy tính của tên người Mỹ, soạn một email đổ hết tội trạng cho mũ nổi, từ vụ về giáo sư Mẽo đến cả những việc khác nữa. Nhờ đó khiến Mỹ bám theo mũ nổi, đồng thời tạo dấu vết cuối cùng giải thích sự mất tích của hai nhân viên kia. Sau sự vụ của Bộ trưởng Bộ Y tế, cơ hội bắt được mũ nổi theo Tosaki là số không tròn trĩnh, bởi họ không có cơ hội xác định vị trí lẫn thời gian hắn tấn công. Nhưng đúng lúc đó, một video của mũ nổi được đăng tải đã đem thêm cho họ hy vọng, trong đó tiết lộ những thông tin mà nhóm của Tosaki cần lúc này. Tại cuộc họp hội đồng quản trị trong trụ sở của công ty công nghiệp nặng Musashi, 3 ngày sau lúc 7 giờ tối, mũ nổi sẽ đến lấy mạng ông chủ tịch, cũng chính là kẻ bị thanh trừng cuối cùng. Trong trường hợp tên chủ tịch không xuất hiện thì đó chính là bằng chứng chứng minh những thí nghiệm lên á nhân có tồn tại. Sở dĩ điều khiến mũ nổi tự tin tung ngày giờ địa chỉ cho cuộc tập kích của mình là vì hắn đã có vũ khí bí mật, thứ khiến hắn tự tin xác suất win là tuyệt đối. Dĩ nhiên phía chính phủ không thể để muối mặt thêm một lần nữa. Giờ đây họ tuyên bố lực lượng chống á nhân chính thức được thành lập dưới sự hợp tác của các ban ngành đoàn thể. Theo lời Tosaki thì đây là lực lượng đã được huấn luyện từ lâu, nơi hội tụ những sĩ quan tinh nhuệ nhất, sử dụng những vũ khí hiện đại nhất và đã qua thực nghiệm trực tiếp lên á nhân. Vậy nhóm của Tosaki dày công tạo dựng có còn cần thiết nữa hay không? Chắc chắn là có. Chống lại mũ nổi thì bao nhiêu cũng là không đủ. Nhờ thông tin về sơ đồ của tòa nhà mà Tosaki cung cấp, Kay đã lên một phương án hết sức tỉ mỉ, tận dụng lực lượng chống á nhân làm quân tiên phong. Ngay khi họ bị đánh bại thì kế hoạch của cả bọn sẽ được bắt đầu. Tuy nhiên có một vấn đề phát sinh, đó là làm thế nào để tổ đội được vào vị trí trong kế hoạch. Tưởng gì chứ cái này, cứ để Tosaki lo. Anh tìm đến tên đàn em theo dõi mình để yêu cầu một phương án bảo hiểm cho sự thất bại của đội chống á nhân. Ban đầu tên kia còn trịnh thượng từ chối, sủi đít ra về. Nhưng khi nghe Tosaki thừa nhận tất cả mọi việc, từ bắt cóc khoa học Mẽo đến giết người của Bộ Quốc phòng Mỹ, thì hắn bắt đầu tỏ ra có chút rẽ nhẹ, đặc biệt là tiết lộ file ghi âm cuộc nói chuyện giữa đàn em và gã bộ trưởng về việc chúng đã biết mọi thứ nhưng không tiết lộ. Với bản ghi âm này sẽ khiến họ thành đồng lõa, trạng chết, chúa cũng băng hà. Giờ đây tên đàn em buộc phải đồng ý, không chỉ kế hoạch bảo hiểm mà còn là một vị trí chắc chắn của Tosaki trong ủy ban nữa. Ngày cuộc chạm mặt đã đến, lực lượng chống á nhân đã được setup kỹ lưỡng, sẵn sàng cho cuộc tập kích của mũ nổi cùng đồng bọn. Các tòa nhà xung quanh cũng được kiểm tra kỹ lưỡng,
đề phòng một cuộc tấn công như lần trước. Với hệ thống canh phòng nghiêm ngặt như này thì khéo đến con ruồi cũng khó mà có thể lọt vào. Tất cả đều tự tin rằng phi vụ lần này sẽ tóm được đám á nhân khủng bố. Đội của Kay cũng đã chuẩn bị sẵn. Vấn đề bây giờ chỉ là chờ đợi sự xuất hiện của mũ nổi nữa mà thôi. Thời khắc đã điểm, một chiếc xe tải đột ngột lao đến trước tòa nhà. Điều kỳ lạ là tên lái xe dễ dàng bị khống chế mà không có chút kháng cự, bởi tất cả đều đã được biên hết rồi. Trong thùng xe chứa một hệ thống chẳng chịt. Sau khi nó được kích hoạt, một vụ nổ lớn diễn ra, nhưng không phải chỉ để gây sát thương. Nó là một quả bom xung điện từ có công dụng phá hủy mọi thiết bị điện tử trong bán kính 3 km. Một cái phất cờ khiến quân triều đình rơi vào thế việt vị. Ngay lập tức kế hoạch tập kích được triển khai. Chúng dùng những máy bay điều khiển từ xa để kéo dây sang tòa nhà, rồi từ đó lướt sang tiến đánh từ tầng thượng. Cuộc chiến bây giờ chính thức được bắt đầu. Bằng ưu thế vượt trội về kỹ năng chiến đấu, lực lượng chống á nhân tiến hành giáp lá cà nhằm khống chế đám khủng bố. Thành quả đã đến khi chẳng mấy chốc họ đã giành được ưu thế hoàn toàn. Tuy tóc dài đã cố gắng dùng hắc hồn để cầm cự, nhưng sự ưu việt của đối phương quá cao, ngay cả anh ta cũng bị trúng đạn gây mê. Tuy nhiên tất cả kết thúc khi mũ nổi xuất hiện. Kỹ năng cận chiến của gã trung niên cứng này thậm chí còn vượt trội hơn so với lực lượng chống á nhân. Bất cứ ai vào cũng bị xử đẹp trong phút mốt. Thế trận nghiêng hẳn về phía đội á nhân khủng bố, trong khi tóc dài và anh em thu hút sự chú ý của quân triều đình. Mũ nổi lên phòng họp hoàn tất kế hoạch. Đến lúc lao vào chỉ thấy Kay ở đó khống chế ông chủ tịch. Kay yêu cầu đối phương không bỏ súng xuống thì sẽ ra tay ngay với con tin. Khi ấy game của lão ta sẽ chấm dứt. Hai bên cãi qua cãi lại một hồi thì mũ nổi cũng phải nhân nhượng. Nhân lúc đó Khu và trợ lý bắn đạn gây mê nhưng bị hắc hồn của mũ nổi ngăn lại. Nhưng đó cũng chỉ là mồi nhử. Tay súng chính lại là hắc hồn của Kay. Cuối cùng cũng khiến cho lão cáo giả bất tỉnh. Nhưng chưa kịp ăn mừng quá lâu thì một hiện tượng khiến mọi người tỉnh ra liền. Hắc hồn của mũ nổi không hề tan biến như trước. Nó lần lượt đưa Khu và trợ lý vào giấc ngủ, bón hành cho Kay, rồi reset cho chủ thể. Đâu chỉ mình Kay biết luyện tập nâng trình cho hắc hồn, giờ đây con của mũ nổi cũng có thể tự động hóa dù hắn đã bị hạ. Đã thế con hắc hồn của cậu tự dưng bị đần, không làm ăn được gì, rồi cũng bị đạp cho tan biến. Kay bị đập, quăng như một mớ rẻ rách. Những người đi theo hỗ trợ nhân lúc mũ nổi không để ý, lao ra bắn đạn mê, nhưng đều bị chặn lại bởi hắc hồn, và rồi từng người bị giết hại dưới bàn tay của nó. Kay dù cố gắng hết sức nhưng chẳng thể triệu hồi được hắc hồn. Cứu lấy ông chú đã quan tâm chăm sóc cậu, đẩy cậu rơi vào sự tuyệt vọng. Hên là quân triều đình đã kéo đến kịp thời, xả đạn khiến mũ nổi và đồng bọn phải rút chạy, từ đó giữ được cái đầu của Kay trên cổ. Nhưng tinh thần của cậu thì không chắc. Tuy nhiên ông chủ tịch thì không may mắn được như vậy. Ông ta bị đám á nhân khủng bố dẫn đi đến nơi thoát hiểm. Không những thế, chúng còn lấy đi món vũ khí đang được nghiên cứu chống á nhân, thứ mà tóc dài từng bị lôi ra thử nghiệm trước đây. Sau khi lấy được analog key để mở cửa thoát hiểm, mũ nổi không ngần ngại một phát để hoàn thành danh sách của mình. Thêm một thất bại nữa của ủy ban trước mũ nổi. Khu và Kay bị dẫn độ để giúp họ đỡ muối mặt, nhưng Tosaki đã trở mặt. Anh đã giải quyết đám xung quanh rồi đưa tất cả chạy trốn. Giờ đây Tosaki và trợ lý đều nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát. Nhưng điều còn tồi tệ hơn cả là ý chí chiến đấu của Kay đã mất hết. Tình hình hiện tại đã căng thẳng hơn trước. Việc chống lại á nhân khủng bố không còn là việc riêng của nước Nhật nữa. Sau khi nhận được email mà Kay đã gửi, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định sẽ nhúng tay vào việc này. Khi ấy Mẹo sẽ có được toàn bộ á nhân của Nhật Bản, đặc biệt là mũ nồi. Nói đến tên á nhân cuồng sát này, hắn đã trở lại với một video mới nhất để thông báo chiến thắng của bước 2, đồng thời giới thiệu cho bước 3. Trước động thái không chấp nhận yêu sách của mình, 10 ngày sau tổ đội của hắn sẽ thực hiện các hoạt động tiếp theo. Sau khi trở về từ sự vụ ở tòa nhà công ty Musashi, một số thành viên dưới trướng của mũ nổi đã nảy sinh nghi ngờ về tư tưởng của gã. Họ không biết rằng liệu mình có tin sai người hay không. Thâm tâm họ mong muốn sau bước thứ 3 thì cái trò chiến tranh này sẽ cần phải được dừng lại. Nhưng mũ nổi có vẻ không nghĩ thế. Đến ngày hành động, mũ nổi cùng đồng đội tấn công vào một trại quân đội. Dù đã huy động toàn bộ lực lượng ra ứng chiến, nhưng dù đó có là quân đội chính quy thì cũng chẳng thể đọ nổi máu liều của đám á nhân. Sau vài lần reset mạng sống, mũ nổi cùng đồng bọn đã chiếm được trại quân đội, thu được rất nhiều loại súng ống đạn dược, đặc biệt là 12 quả tên lửa chất hóa học có sức hủy diệt lớn. Sau khi hoàn thành quá trình này, mũ nổi lên video khẳng định mình đang sở hữu vũ khí hàng loạt, đồng thời yêu cầu chính phủ bàn giao lại Nhật Bản để chúng thành lập một quốc gia cho á nhân. Nếu không, chúng sẽ phóng toàn bộ số tên lửa để tiêu diệt toàn bộ công dân. Hắn không hề nói đùa. Sau khi xem video mũ nổi đăng tải, đội của Tosaki vội lên kế hoạch ngăn chặn âm mưu của hắn. Trừ Kay ra, phía Mỹ cũng rục dịch cho những kế hoạch của riêng mình. Còn ở bên chính phủ Nhật, ưu tiên của họ bây giờ là đảm bảo an toàn cho người dân. Đại tá đứng đầu quân cảnh vệ được giao nhiệm vụ đàm phán với mũ nổi. Chính phủ đồng ý bàn giao một vài hòn đảo phía nam Kyushu để cho mũ nổi thành lập quốc gia như mong muốn. Điều này khiến các á nhân hết sức vui mừng, nhưng mũ nổi lại lập tức từ chối. Thông qua hành động cho phóng một quả tên lửa vào thẳng khu dân cư, rồi một lần nữa khẳng định yêu cầu của mình, một là ô, không thì cút. Trước hành động quá đỗi tàn bạo của mũ nổi, những á nhân tham gia với hắn tỏ thái độ bất mãn. Thay vì xoa dịu bằng lời nói, mũ nổi liền khóa mồm tất cả bằng hành động. Đứa nào bướng lại tao cắt thủ. Bộ mặt thật của hắn đã lộ diện. Mũ nổi chưa bao giờ đấu tranh cho tương lai của á nhân, tất cả chỉ là trò chơi của hắn mà thôi.
ngoại trừ tóc dài vẫn ở lại ra vì ơn cứu mạng, thì tất cả các á nhân đều đồng loạt bỏ đi. Trong số họ có IT và hai người đã theo từ đầu, chưa từ bỏ hẳn cuộc đấu. Giờ đây họ sẽ quay trục sang cây. Trước mối nguy mà nhóm á nhân khủng bố gây ra, chính phủ chính thức ban hành tình trạng khẩn cấp. Nỗi bất an trong người dân càng lúc càng dâng cao. Một bộ phận điên cuồng đổ hết mọi chuyện lên đầu người thân của các á nhân, trong đó có cô em gái của Kay. Những kẻ quá khích đó tụ tập ở bệnh viện hòng bắt bằng được cô. Mặc dù Kay đã đến và giải cứu, nhưng vấn đề là cậu sẽ chẳng thể triệu hồi hắc hồn được nữa. Đang lúc đám quá khích tấn công hai anh em, một hắc hồn có cặp cánh lao đến giải cứu. Kèm theo đó là sự xuất hiện của Kaito. Sau khi bị Kay bỏ rơi, Kaito đã bị cho đi cải tạo tại trại giáo dưỡng, nhờ giúp đỡ một á nhân khỏi bọn bắt nạt mà cậu đã kết thân với thanh niên kia. Nhờ đó mà Kaito đã được cho đi ké thoát ra ngoài, nhờ con hắc hồn biết bay đó. Sau khi đưa hai anh em Kay thoát ra ngoài bằng đường hàng không, Kaito gợi ý cho cả hai cùng người bạn á nhân sang Ấn Độ trốn. Nhưng Kay không thể cứ thế mà đi như vậy được. Cậu nhờ anh chàng á nhân kia bảo vệ cho người bạn thân và em gái khi trên đường di chuyển. Mượn cớ ra ngoài giải tỏa nỗi sầu, Kay đã bỏ trốn quay trở lại tham gia cùng với nhóm của Tosaki. Và dĩ nhiên không chỉ có cậu mà còn cả hắc hồn của cậu nữa. Trở lại với tình hình của mũ nồi và tóc dài, chúng đã chuyển toàn bộ khí tải xuống lòng đất. Sở dĩ lý do cho pha xử lý độc lạ này là bởi mũ nồi cho rằng sử dụng vũ khí hóa học không được phê. Súng ống thế này nó mới bao sướng trước động thái này của mũ nồi, vì trước đó đã chính thức công nhận sự nhúng tay của Mỹ vào việc giải quyết mối họa á nhân, nên phía chính phủ buộc phải theo kế hoạch của họ. Theo những gì thủ tướng Nhật Bản nắm được thì phía Mỹ sẽ sử dụng hơi độc thần kinh xuống dưới lòng đất để vô hiệu hóa mũ nồi. Vấn đề là làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến dân thường, việc sơ tán gấp gáp có thể đánh động đến mũ nồi. Sau khi suy xét kỹ lưỡng, thủ tướng quyết định sẽ giấu nhẹm kế hoạch này, tất cả chỉ phục vụ cho việc bắt mũ nồi cho bằng được. Tuy nhiên không phải hết cách, nếu 7 tiếng sau có phép màu nào đó giúp họ bắt được mũ nồi thì tai ương này có thể tránh được. Trong khi đó, IT cùng hai á nhân đã liên hệ để trao đổi với Kay và Tosaki, họ muốn được gia nhập ngăn chặn mũ nồi. Cuộc đàm phán có vẻ không ổn lắm vì Tosaki không tin đám người á nhân kia, cho đến khi một cuộc gọi đến báo cho bốn mắt về sự vụ dùng khí ga. Thế là dù không thích nhưng Tosaki cũng đành phải chấp nhận, vì chỉ có đám kia mới biết vị trí của mũ nồi lúc này. IT dĩ nhiên không đi tay không, cậu ta đem theo rất nhiều súng bóng đạn dược, thứ mà nhóm Kay đang khan hiếm. Sau khi được Tosaki phổ biến kế hoạch của quân đội Mỹ, Kay đưa ra một vài kế hoạch để hạ gục mũ nồi. Nhưng thứ hợp lý nhất bây giờ là tận dụng địa hình dưới lòng đất để chôn sống hắn. Với những hiểu biết sẵn có về mũ nồi, Kay dùng kế khiêu khích. Mở đầu cậu dùng mõm để khiến mũ nồi tức giận, sau đó cho hắc hồn ra solo một chút để kích thích sự hăng máu của hắn, rồi giả vờ chim cút trong sự sợ hãi. Mục tiêu là sẽ dẫn dụ mũ nồi đến một địa điểm định sẵn để kích nổ trần nhà và chôn sống hắn. Dù tốn khá nhiều sức lực nhưng cuối cùng họ cũng dẫn dụ được địch đến nơi. Sau khi kích sập cửa ra, Kay cho kích hoạt bom cho đất đá ập xuống. Cứ tưởng kế đã thành nhưng lại có biến xảy ra, do dư chấn quá lớn đã khiến nền dưới bị sập tiếp xuống, kết quả giúp cho mũ nồi thoát ra được. Và bây giờ trò đi săn của gã á nhân man dợ đã bắt đầu. Đối tượng đầu tiên của hắn là Tosaki và trợ lý. Do chân đã bị đá đè nên khứa bốn mắt nan di chuyển. Dù đã cố gắng dùng hắc hồn cầm chân, nhưng con của trợ lý quá yếu so với con của mũ nồi. Trong khoảnh khắc bị bắt kịp, một người thường trong tổ đội đã đến ứng cứu. Tuy đã cố spam đạn hay thậm chí là kích nổ lựu đạn, cũng chẳng thể cầm chân mũ nổi được quá lâu. Nhận thấy cơ hội thoát thân tầm này là zero, trợ lý quyết định ở lại quyết tử cho Tosaki quyết sinh. Đứng trước một ác quỷ như mũ nổi, có hắc hồn đã thua nay cô còn không thể gọi được nó nữa. Tầm này thì cô chỉ còn nước làm bia đỡ đạn cho hắn xả thôi. Tuy nhiên số của cặp này chưa tận, hắc hồn của Kay đã đến hỗ trợ, đang lao đến đục thêm lỗ trên người mũ nổi thì hắc hồn của tóc dài đã đến ngăn chặn. Trận chiến được chia lại, trợ lý sau khi hồi phục sẽ chiến đấu với tóc dài, còn Kay sẽ đại chiến với mũ nổi. Sau một hồi gắng gượng chiến đấu, trợ lý cũng đã thua trước tóc dài. Tuy nhiên nhờ khu triệu hồi hắc hồn ngăn cản nên cô không bị thêm đam. Tóc dài liền lên lòng đóng cho cậu một phát, nhưng vô tình tạo sơ hở, giúp trợ lý bắn cho hắn một shot gây mê. Ở phía Kay thì lại không được may như vậy, mũ nồi dồn cậu vào chân tường, sẵn sàng cho cậu một cái thủ mới. Trong khoảnh khắc đối mặt với tử thần ấy, cảm xúc của Kay chợt dâng trào, để rồi một hiện tượng được coi là skill VIP pro nhất của một á nhân xảy ra. Cứu cậu trên đường tơ kẽ tóc, Flood đã xuất hiện, hàng chục hắc hồn đã xuất hiện thay phiên nhau sâu xé mũ nồi, khiến hắn chẳng kịp reset mạng sống và rồi kết thúc bằng một cú bay thủ. Liệu rằng version mới này của mũ nồi có khác không? Không ai biết, chỉ biết là hắn bị quân đội Mỹ cho một tràng đạn và khống chế hắn bằng thuốc gây mê ngay tại chỗ. Tóc dài cũng đã bị tóm. Cuộc chiến chống á nhân khủng bố đã kết thúc. Sau đó một thời gian, nội các Nhật Bản đã thông qua quyết định mới chấp nhận nhân quyền của á nhân. Cuộc sống yên bình đã trở lại với Kay, hoặc không. Một tin sét đánh găng tai khiến cậu tỉnh luôn. Mũ nồi và tóc dài đã trốn thoát trên đường áp giải đến Mỹ. Vậy nên Kay được Tosaki triệu tập để sẵn sàng chiến đấu nếu một ngày mũ nồi trở lại. Nhưng liệu hắn sẽ comeback hay không thì chịu. Phim hết rồi và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.